Xin chào các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ trở lại với video mở hộp máy Oppo F5 Gen. Đây là một phiên bản của Oppo F5, nhưng mà cái camera của nó sẽ độ phân giải sẽ thấp hơn Oppo F5, và thứ hai là cái bộ nhớ RAM của nó cũng ít hơn. Thì RAM của nó chỉ 3GB thôi, còn Oppo F5 thường thì nó là RAM của nó là 4GB. Và cái camera của nó cũng vậy, camera sau của nó là con Oppo F5 là 20, còn con này chỉ có là đâu đó 12 thôi. Thì mình sẽ mở ra cho bạn xem ha. Thì trước tiên đây là cái thông số kỹ thuật của máy đó. Đây là thông số ha. Đây là thành phần nè, tên thành phần của máy, dụng cụ lấy sim gì đó. Đây là thông tin của nhà sản xuất và xuất xứ của nhà nhập khẩu bên ngoài ha. Rồi thì mình sẽ mở hộp ra cho các bạn coi. Đây là cái bao bì bên ngoài, bỏ qua một bên. Rồi, đây là bên trong của hộp. Đó, đây là máy nè, bạn thấy không? Rồi, đây là máy thì mình sẽ lấy ra một bên ha, đặt qua một bên. Bộ này thì cho nó thật trắng, dẹp này qua một bên ha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp bên trong nó thì có cái gì bên trong này. Thì đầu tiên thì bên nhà sản xuất sẽ tặng cho các bạn một cái, đây là sách hướng dẫn nè, hai cái sách hướng dẫn và một cái ốp lưng. Ốp lưng này ốp lưng cứng nè. Rồi còn đây là có tai nghe, còn đây là cáp. Cáp này là cáp micro. Rồi, đây là cục sạc. Mình để xem bên trong này còn có gì không? À, không có là hết rồi. À, đây là cục sạc. Cục sạc này thì mình sẽ cho các bạn xem cái thông số của nó. Đây. Nó có thông số sạc output là 5V 2A ha. Còn nguồn vào của nó là 100 đến 240, 0.45A, tần số sóng là 50 đến 60 Hz. Cục sạc này thì được sản xuất ở China. Rồi, đó là những về thông số về sạc. Còn đây là thân máy thì đây là máy bên ngoài thì nó sẽ giới thiệu là màn hình tràn viền 6.0 Full HD cộng ha. Nó có công nghệ camera selfie EA, tức là camera không trí tuệ thông minh đấy. Rồi đây là có nhận diện mở khóa một khuôn mặt, RAM là 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đây là phía sau. Đó. Phía sau thì mình sẽ mở cái phần anti này ra. Rồi phía sau là cảm biến vân tay, flash, camera. Phía dưới là nó gồm có mic, tai nghe, chắc cắm tai nghe, chui sạc ha. Và cái này là cái loa ngoài. Đây mặt trước đó là gồm có là có phần camera trước nè, cảm biến. Và cái này là cái loa ngoài, loa thoại, mình xin lỗi. Rồi, bên hông của nó đây là cái phần tăng giảm âm lượng ha. Đây là nút nguồn. Và đây là cái lấy sim, sim nano. Rồi, thì mình sẽ thiết lập ban đầu của máy nha. Mới mua máy thì các bạn thiết lập ban đầu bằng ngữ tiếng Việt. Là bỏ qua bước này. Đây là
một cái máy mới ha các bạn ha, chưa có gì hết. Thì nó cũng nói chung là mình thấy nó tràn viền, xem full, xem khá là ok. Rồi thì mình sẽ cho các bạn xem một số tính năng của máy ha. Máy này có nhiều tính năng lắm, như là tính năng đây à, các bạn có một số tính năng vô phần đây là những cái phần này là bảo mật vân tay và đăng ký khuôn mặt, nhận diện bằng khuôn mặt ha. Rồi trong này thì nó sẽ có một số cái tính năng của Oppo là cử chỉ và chuyển động nè, tính năng là cử chỉ khi màn tắt, đây các bạn bật lên thì nó sẽ hiện ra nhiều cái tính năng đó, gõ đúp để mở màn hình, vẽ để mở camera ha. Ngoài ra thì nó có phần cuộc gọi thông minh, rồi để gắn sim mới dùng được những tính năng này. Rồi ngoài ra nó có một tính năng khá là thú vị, đó tính năng chia đôi màn hình ha. Thì mình sẽ nói sau về một số tính năng này. Rồi cảm ơn các bạn, thì giờ mình hướng dẫn sơ cho bạn về cái ứng dụng trên máy và cái Oppo F1 F5 dân nó như thế nào, mở hộp sơ bên ngoài. Thì sau bên trong như các trải nghiệm như thế nào thì mình sẽ có một video khác giới thiệu cho bạn. Video này thì mình thường mình chỉ mở hộp thôi, giới thiệu các phụ kiện là chính. Rồi cảm ơn các bạn.